Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 127. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đan thì khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Chương 4. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn dân. Kỳ thật không phải chính Đức Chúa Giê-xu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng: Ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa: Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng: Tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó. Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng Thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao Thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng:
hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Song le môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: Thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Khỏi 2 ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ đó đi qua xứ Galilê, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy Ngài lại đến thành Cana, trong xứ Galilê là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đàn, các đầy tớ người đến đó mà rằng: Con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhầm giờ nào. Họ trả lời: Bữa qua hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng ấy là 9 giờ đó Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng: Con của ngươi sống, thì ngươi với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê. Chương 30. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy chép mọi lời ta đã phán cùng ngươi vào trong sách. Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, bây giờ ta sẽ đem những kẻ bị phu tù của dân Israel và dân Giu-đa ta trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó, và chúng nó sẽ được đất ấy làm sản nghiệp. Đây là những lời của Đức Giê-hô-va đã phán về Israel và Giu-đa. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Chúng ta đã nghe tiếng run rẩy sợ hãi, chẳng phải tiếng bình an. Hãy dò la, hỏi thử, có phải ấy là đàn ông sinh đẻ không? Làm sao ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đang sinh đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi? Khốn thay, ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp, nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, ta sẽ bẻ ách nó khỏi cổ ngươi, sẽ dứt dây trói ngươi. Dân ngoại sẽ không bắt nó phục dịch nữa, nhưng chúng nó sẽ hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và Đa-vít vua mình mà ta sẽ dấy lên cho. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp, ngươi là tôi tớ ta, chớ sợ chi. Hỡi Israel, đừng kinh hãi, vì này,
ta sẽ cứu ngươi từ phương xa và dòng dõi ngươi từ đất bị đày. Gia-cốp sẽ trở về được yên lặng an ổn, chẳng có ai làm cho nó sợ hãi. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta ở cùng ngươi, đặng giải cứu ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã làm cho ngươi tan lạc trong đó, nhưng ngươi thì ta không diệt hết. Ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực, song chẳng hề để cho ngươi khỏi hình phạt. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Vết thương ngươi không chữa được, dấu vết ngươi nặng lắm. Chẳng ai lấy cớ ngươi cầu thay để ngươi được ràng buộc, ngươi chẳng có thuốc chữa. Mọi kẻ yêu ngươi đã quên ngươi, không hỏi han ngươi. Vì ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ thù đánh, sửa phạt ngươi như người hung ác sửa phạt. Bởi cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều. Sao ngươi kêu la vì vết thương mình, sự đau đớn ngươi không phương chữa? Ấy là vì cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều mà ta đã làm cho những sự này. Cho nên mọi kẻ nuốt ngươi sẽ bị nuốt, mọi kẻ đối địch ngươi, mỗi một người sẽ bị làm phu tù. Những kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột, còn mọi kẻ cướp giật ngươi, ta cũng sẽ phó cho sự cướp giật. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi. Vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ mà rằng: Ấy là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đem các nhà trại Gia-cốp trở về khỏi sự phu tù. Ta sẽ thương xót chỗ ở nó. Thành này sẽ xây lại trên gò nó. Cung điện sẽ có người ở như thuở xưa. Sự tạ ơn và tiếng của kẻ reo vui sẽ ra từ chúng nó. Ta sẽ làm cho số chúng nó thêm nhiều ra, và chúng nó sẽ không kém đi. Ta cũng sẽ làm cho chúng nó vinh hiển, chẳng còn là thấp hèn. Con cái chúng nó sẽ y như ngày trước, hội chúng nó sẽ đứng vững trước mặt ta, và ta sẽ phạt mọi kẻ hiếp đáp chúng nó. Vua chúng nó sẽ ra từ trong chúng nó, quan cai sẽ ra từ giữa chúng nó. Ta sẽ khiến người lại gần, thì người sẽ đến gần ta. Vì ai đã có sự dạng dĩ đến gần ta? Đức Giê-hô-va phán vậy. Như vậy các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Này, cơn bão của Đức Giê-hô-va, tức là cơn thạnh nộ của Ngài đã phát ra, một cơn bão lớn, nó sẽ phát ra trên đầu kẻ dữ. Sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chẳng trở về cho đến chừng nào Ngài đã làm và đã trọn ý toan trong lòng Ngài. Trong những ngày sau rốt, các ngươi sẽ hiểu điều đó. Chương 31. Đức Giê-hô-va phán: Trong lúc đó, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của hết thảy họ hàng Israel, chúng nó sẽ làm dân ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Dân sót lại thoát khỏi gươm dao, tức là Israel đã được ơn trong đồng vắng, khi ta đi khiến chúng nó được yên nghỉ. Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ kéo ngươi đến. Ta sẽ dựng lại ngươi, thì ngươi sẽ được dựng, hỡi gái đồng trinh Israel. Ngươi sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ. Ngươi sẽ lại trồng vườn nho trên núi Samari. Những kẻ trồng sẽ trồng và sẽ được hái trái. Sẽ có ngày, những kẻ canh trên các núi Ephraim kêu rằng: Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy lên núi Si-ôn, đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy trỗi tiếng reo vui vì Gia-cốp, hãy hò hét lên vì dân làm đầu các nước. Khá rao truyền ngợi khen mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu dân Ngài là dân còn sót của Israel. Này, ta sẽ đem chúng nó về từ xứ phương Bắc, nhóm lại từ các đầu cùng đất. Trong vòng chúng nó sẽ có kẻ đuôi, kẻ què, đàn bà có nghén, đàn bà sinh đẻ, hiệp nên một hội lớn mà trở về đây. Chúng nó khóc lóc mà đến, và ta sẽ dắt dẫn trong khi chúng nó nài xin ta. Ta sẽ đưa chúng nó đi dọc bờ các sông, theo đường bằng thẳng, chẳng bị vấp ngã. Vì ta làm cha cho Israel, còn Ephraim là con đầu lòng ta.
Hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va, hãy gieo lời ấy ra trong các cù lao xa. Khá nói rằng, Đấng đã làm tan lạc Israel sẽ thâu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy chiên mình. Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn, sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu và con nhỏ của chiên và bò. Lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu chi nữa hết. Bây giờ, gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung, vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo, dân ta sẽ no nê về ơn phước của ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: tại Rama nghe có tiếng than thở khóc lóc đắng cay, ra trên khóc con cái mình mà không chịu yên ủi về con cái mình, vì chúng nó không còn nữa. Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng. Chúng nó sẽ trở về từ xứ kẻ thù. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: sẽ có sự trông mong cho kỳ sau rốt của ngươi, con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình. Ta nghe Ê-phra-im vì mình than thở rằng: Ngài đã sửa phạt tôi, tôi bị sửa phạt như con bò tơ chưa quen ách. Xin Chúa cho tôi trở lại, thì tôi sẽ được trở lại, vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi. Thật, sau khi tôi bị trở lại, tôi đã ăn năn. Sau khi tôi được dạy dỗ, tôi đã vỗ đùi. Tôi nhuốc nha hổ thẹn vì đã mang sự sỉ nhục của tuổi trẻ. Vậy thì Ê-phra-im há là con rất thiết của ta, là con mà ta ưa thích sao? Mỗi khi ta nói nghịch cùng nó, ta còn nhớ đến nó lắm. Cho nên ta đã động lòng vì nó. Phải, ta sẽ thương xót nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy dựng nêu, đặt trụ chỉ lối, hãy để lòng về đường cái, nơi đường ngươi đã noi theo. Hỡi gái đồng trinh Israel, hãy trở về các thành này thuộc về ngươi. Hỡi gái bội nghịch, ngươi sẽ đi dông dài cho đến chừng nào? Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất, ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam. Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: khi ta đã đem những phu tù trở về, thì trong đất Giu-đa và các thành nó, người ta sẽ còn nói lời này: hỡi chỗ ở của sự công bình, núi của sự thánh khiết kia, nguyền xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi. Giu-đa cùng mọi thành nó, những người làm ruộng và những kẻ dẫn bầy sẽ ở chung tại đó. Vì ta đã làm cho lòng mệt mỏi được no nê, và mỗi lòng buồn rầu lại được đầy dẫy. Bây giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm. Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lấy giống người và giống thú vật mà gieo nơi nhà Israel và nhà Giu-đa, như ta đã canh giữ chúng nó đặng nhổ, phá, đổ, diệt và làm khốn khổ thể nào, thì ta cũng sẽ canh giữ để dựng và trồng thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình. Hễ ai ăn trái nho chua thì nấy phải ghê răng vậy. Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó,
chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng: hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đức Giê-hô-va là đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên đến nỗi sóng nó gầm thét. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh của Ngài phán rằng: nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bây giờ dòng giống Israel cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất, thì cũng vậy, ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Israel vì cớ mọi điều chúng nó đã làm. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến khi thành sẽ được xây lại cho Đức Giê-hô-va, từ tháp Hananeen cho đến cửa góc. Dây đo sẽ giăng thẳng qua trên đồi Gareb và vòng quanh đến đất Goa. Cả nơi trũng của thây chết và cho, hết thảy đồng ruộng cho đến khe Sết-rôn và đến góc cửa ngựa về phía đông đều sẽ được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và đời đời sẽ không bị nhổ đi và đổ xuống nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.